lái. Yay, đây mình đi lượm cái gì đây? Rồi Satoshi dẫn nữa. À, quả gì vậy? Quả gì vậy Satoshi? Cho mami xem nào. Ôi trời, nhiều quá. Đây đây, zoom cho mọi người xem. Đó, Satoshi sẽ tay ra. Yeah, sao lượm được hai quả. Đây quả gì đố mọi người? Quả này chính là quả mơ. Đây, quả mơ ở bên Nhật. Mình có thể đi lượm rất là dễ dàng luôn. Và địa điểm nhà Satoshi lượm chính là Gosho. Satoshi dẫn đường đi tìm Abby, đi, go. Satoshi lượm gì đó? Cái này là cái gì? Cái này là gì vậy Satoshi? Ba ba cũng quên cái này là cái gì rồi. Thôi đi tìm Abby, đi, go. Let's go. Đúng rồi, Abunai thôi. Đi là vấp là té. Cho nên Satoshi cẩn thận nha, đi cẩn thận nha. Sao rồi? Đi. Nguy hiểm hả? Satoshi nói gì ba ba không nghe, nói to lên. Nguy hiểm hả? Ừ, hay. Đi trốn đâu hết rồi. Không. Giờ sao bắt đây? Bắt cái nào? Dùng cái cây đó bắt hả? Bắt được không? Đó, con Ebi nó đang trốn kìa. Ý. Đó, nó thấy Satoshi nên nó trốn rồi. Chứ. Satoshi kìa, nguy hiểm quá. Trốn đâu rồi. Mày Satoshi nè. Ây, chà. Trời, cái cây ngắn ngủ vậy sao con bắt? Hả? Ý, con thả xuống rồi sao nữa? Hả? Thả xuống để cho Ebi chạy tới đớp cây đó hả? Đớp rồi sao? Sao bắt nó Ebi lên? Dài quá. Ừ, dài hơn hả? Dài vậy cũng bắt được không? Cũng đâu bắt được. Ebi nó kêu kìa. Vì Satoshi giỏi thì bắt Ebi đi. Ebi cười. Ebi cười hả? Ebi cười sao? Ebi cười sao Satoshi? Đi tìm Abby nữa hả? Đi Satoshi tìm đi. Tìm cho ba ba. Khi nào thấy Abby la lên nha, chỉ ba ba nha. Có chừng té giống như hôm bữa nữa nha, nhớ không? Chưa thấy Abby hả? Trốn bên kia hả? Vậy sao vô? Vô đường nào? Đi. Đây, Satoshi chỉ đi. Đi, go. Đi, vô đường nào? Ê, khoan. Tìm Abby hả? Chứ đi tìm mama không? Mama đâu cô? Đúng rồi, chỗ đó sao vô? Đi đường nào? Mama đâu? Mình đi tìm mama đi. Satoshi. Đây là khuôn viên ở phía trước. Cây Ume. Rất là rộng luôn á. Công viên này mọi người tập thể dục thả hồ luôn, đi xe đạp, em bé tập và đi xe đạp cũng rất là dễ dàng. Cái cây phía trước mặt chính là cây mơ đó, rất là thấp, trái thì sai quả luôn. Sao tôi xin lượm bỏ túi à? Cây này bị hư rồi à? Satoshi dẫn mọi người đi theo để lượm nha. Đó, đây đây, Satoshi đi lượm bên đây.
Đâu? Quá wow, sao tôi lượm xong gom ra cho papa hả? Papa. Nhỏ xíu à. Ấy. Còn sao thì còn phủi phủi ra nữa à? Lượm được quả chạy tới đem cho ba. Và đây là quả mơ. Đó. Cho mọi người thấy nè, mơ rất là nhiều luôn á. Wow, thiên đường mơ. Ở Nhật bây giờ là đang là mùa mơ ấy. Cho nên khắp nơi ở các siêu thị đều là bán mơ, mà ở đây lại có mơ ngay tại cung vua. Vô một địa điểm rất là lý tưởng. Wow, to chưa nè. Trái mơ nó như trái táo á. Nhìn đã chưa? À, rượu mơ ngâm nước uống là mát lắm á. Thấy còn to hơn cả ở siêu thị nữa chứ. À, sao tôi khi đi xem sao tôi xin lượm được bao nhiêu quả. Bên kia đâu có mơ đâu con, bên này nè, sao tới xin bên này nè. Đây là công viên ở cung vua cho nên rất là rộng luôn á. Sao tôi xin đâu này nè, ở trong này nè. Đâu này nè, đó. Đó, vào mùa mơ. Đây 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 đây, quả mơ nhỏ nhỏ xíu xíu ở bên trong thôi kìa, đó, nhiều chứ, hiệp bái. Đó, nè, chi chít nè. Đó, 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 đó. Đó. Kì nè, hay. Quả mơ nhìn đẹp ghê anh kìa, nhìn như táo đẹp ghê luôn á. Bên cạnh là cây cây lá đỏ. Bên kia nữa hả? Wow, nhiều quá, sao tới suy chỉ ha. Cái mơ này nó thấp thấp thôi. Rất là dễ hái luôn á, mình với tay cũng được luôn anh hả? Giờ tôi xin tự bỏ túi. Lượm được bao nhiêu quả rồi? Kết quả Satoshi thu lượm được. Ôi trời mưa, trời mưa. Trời mưa rồi, thôi nhà mình phải đi về thôi, trời mưa rồi. Satoshi quên rồi, chạy đi lấy quả thông nữa. Úi sao ôm nhiều thứ thế. Quả thông ở đây rất là nhiều luôn nha. Quả thông ở Việt Nam thì phải vào rừng chứ ở đây là đầy luôn, ở ngay công viên rồi. Rồi, let's go. Để đó buổi sau lấy. À, ở đây còn có cẩm tú cầu nữa, nhưng mà còn nhỏ. Hoa này màu xanh nhạt. Đây, phía trước cũng vô cực kỳ đẹp luôn á. Đây, đây là hoa cỏ. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Trời mưa rồi, nhà Satoshi chuồng thôi. Nhanh, nhanh, nhanh Satoshi à. Sao chạy đi tìm cái giỏ để bỏ hả? Tìm cái túi hả? Và chỗ này rộng ghê luôn, quá đẹp.